Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ gửi đến cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái ghe. Đây là một trong những món đồ tình trạng nó cũng tương đối là tốt này. Nó chỉ bị chân chim. Nó chỉ bị chân chim như này thôi. Đó. Còn ngoài ra là lành hết nha. Cái ghe này còn ngoài ra là lành hết. Với một cái giá tiền nó rất chi là ok luôn. Cái đường gánh miệng này là 20 phân. Đường gánh miệng này là 20. Đó, khá là to. Thông thường một cái ghe như này nó rơi vào khoảng 17 đến 18 phân thôi. Còn cái ghe vẽ tứ quý như này nó có đường kính là 20 phân. Rất là to. Đó. Riêng về cái miệng như này nó to như một cái nồi cơm điện. Nó to như một cái nồi cơm điện luôn. Đó, chúng ta để trong nhà chơi siêu tầm này nó rất là thú vị, rất là giá trị luôn. Đồ thì nó giá tiền nó bình dân. Đó, giá tiền bình dân nhưng mà nó to. Rất là to luôn. Với cái điển tích là vẽ tứ quý, có nghĩa là bốn loại hoa đại diện cho bốn mùa trong năm. Đây là hoa sen này. Đây là hoa cúc này. Đây là hoa nhành mai này. Đây là hoa mẫu đơn này. Đó. Những cái loại hoa này vẽ rất là chỉnh chu nha. Vẽ rất là kỳ công, nét bút vẽ rất là xuất thần luôn. Đó. Những nét vẽ sen này rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Người ta vẽ những cái cọng sen rồi ám họa từng cái cánh sen, lá sen rồi người ta ám họa từng chi tiết rất là đẹp luôn. Đó. Và cái nét cong mút của cái người xưa, người ta truyền thần, người ta vẽ trong cái món đồ đó rất là chỉnh chu. Đó, rất là chỉnh chu luôn. Đó. Đây là một trong những cái họa tiết vẽ rất là ok. Đó, để cho các bác xem, mình chiêm ngưỡng, mình thấy được những cái nét bút của người xưa, người ta vẽ rất là kỳ công luôn. Đây là một trong những món đồ cổ của đời nhà Thanh. Một món đồ cổ của đời nhà Thanh. Đó. Trôn rất là già. Trôn vẽ rất là già tuổi luôn. Đó. Rất là già tuổi. Cái này nó có một cái chiều cao của nó là cỡ khoảng tầm chiều cao là 16 phân này. Có chiều cao 16 phân. Cái ghề là cái công dụng ghề ngày xưa là ví dụ như là những cái giới quan quyền, những giới địa chủ ngày xưa người ta dư ăn dư để, người ta hay bỏ dế, bỏ con dế này, bỏ những bỏ nuôi dế để mà nó đá dế. Đó, nó bỏ vào ở trong này. Công dụng ngày xưa là người ta để đá dế, nó thể hiện cái phong cách, thể hiện cái thú chơi xa xỉ ngày xưa. Đó, những cái ghề như này rất đẹp, rất giá trị và rất đẹp luôn. Với tầm giá tiền chỉ với 6 triệu thôi, chỉ với 6 triệu các bác đã được sở hữu một cái ghề tứ quý đẹp như này, và đi kèm nó là một cái giấy bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho từng hiện vật như này. Đó. Với tầm giá tiền là 6 triệu các bác được bảo hành chuẩn cổ suốt đời và bảo hành luôn cả giá mua cho từng hiện vật. Đấy, bác nào quan tâm yêu thích cái ghề này thì liên hệ kết nối, em chia sẻ, em gửi về tận nơi cho mọi người để mọi người hữu duyên những cái ghề đẹp như này nha. Đó. Vừa chuẩn cổ vừa đẹp, vừa giá tiền nó lại rất là hợp lý luôn, rất là hợp lý.